Thưa quý vị, bản tin sau đây cho hay, học giả Mỹ cho rằng Việt Nam nắm chắc phần thắng nếu như kiện Trung Cộng về Biển Đông. Giáo sư James Kraska từ Trung tâm Luật Quốc tế Stockton thuộc Đại học Hải chiến Mỹ cho rằng Việt Nam sẽ thắng nếu như khởi kiện Trung Cộng về Biển Đông sau khi mà Bắc Kinh ngang nhiên vi phạm vùng đặc quyền kinh tế về thềm lục địa Việt Nam tại khu vực biển giàu tiềm năng này. Trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên, ông khẳng định hoạt động của nhóm tàu hải dương Địa chất 8 và các hành vi liên quan là sự xâm phạm vô cùng nghiêm trọng đến chủ quyền của Việt Nam tại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế, tức là EEZ. Hành động của Trung Cộng làm xói mòn thỏa thuận chính của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, tức là UN Clause. Ông viết trên Twitter rằng Việt Nam nên nộp đơn kiện Trung Quốc theo phụ lục 7 của UN Clause và sẽ thắng. Giáo sư luật quốc tế Jonathan Odom thuộc Trung tâm Châu Âu về Nghiên cứu An ninh George Marshall của Hoa Kỳ cũng đã kêu gọi Việt Nam kiện Trung Cộng như là phi luật tân đã từng làm và sẽ đạt được thắng lợi pháp lý về quyền tài phán cũng như là khẳng định sự vi phạm của Bắc Kinh. Ông Hoàng Việt là chuyên gia nghiên cứu luật biển thuộc Hội luật gia Việt Nam thì lại cho rằng Hà Nội có thể là sử dụng tòa trọng tài được thành lập theo phụ lục để kiện Bắc Kinh. Đó là ý kiến của các chuyên gia. Trên thực tế, thì Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam nói rằng cách đây nhiều năm đang chuẩn bị hồ sơ để kiện Trung Cộng vi phạm chủ quyền quốc gia tại Biển Đông lên Tòa án quốc tế. Việc chuẩn bị này có vẻ kéo dài nhiều năm nữa và làm cho nhiều nhà phân tích và công chúng có cảm giác cho hay rằng Hà Nội không muốn chọc giận Bắc Kinh. Thay vì có những hành động cứng rắn để phản đối Trung Cộng về vụ bãi thư chính đã trao cho công hàm và phản đối về việc của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao, thì đảng cầm quyền lại cử đoàn sang Bắc Kinh để tham gia hội thảo nhằm thắt chặt quan hệ với Trung Cộng.